cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Hôm nay chúng con mừng kính lễ Đức Mẹ Fatima. Ba trẻ chân chiên đã thấy và lắng nghe mẹ nhắn nhủ, thị kiến đó đã thay đổi cuộc đời họ. Các tông đồ cũng đã thấy và nghe về Chúa Giêsu và họ đi theo Ngài. Đi theo và ở bên cạnh Chúa đã thay đổi cuộc sống của họ. Sau một vài năm ở bên cạnh họ, Chúa Giêsu cảnh báo: ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy. Mặc dù không nhìn thấy Ngài về mặt thể lý, con cũng được kêu gọi đi theo Chúa trong ngày hôm nay. Ngài vẫn tiếp tục phục sinh và đồng hành cùng với con. Xin cho con ý thức thực tại này và phó dâng cuộc hành trình của con hôm nay cho Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con nâng tâm hồn lên, nhẹ nhàng trong giây phút cầu nguyện này. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích chúng con: chúng ta cần phải nhận ra cuốn sổ ghi chép về chính cuộc sống, về phẩm giá con người và về sự sinh tồn. Bởi một người được cả thế gian mà thiệt mất sự sống đời sau thì nào có ích gì. Kiểm tra sổ cái của mình sáng nay, con phải viết xuống điều gì? Con đã nhận được và cho đi những gì? Đâu là những của cải và phận vụ chính trong ngày của con? Xem lại những điều này trong lời cầu nguyện của con. Con muốn biết ơn về điều gì và muốn xin thử tha thứ cho điều gì? Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Tạ ơn Chúa vì con đã được sống thêm một ngày. Trong giây phút hồi tâm này, con khám phá xem Chúa đã giúp con sử dụng ngày sống như thế nào. Con tách bản thân ra khỏi những bận rộn và đi vào sự thinh lặng. Cảm xúc nào tồn tại trong trái tim con? Chúa ban cho con thời gian để con phục vụ Chúa và anh chị em. Thái độ của con trong từng bổn phận như thế nào? Con đã phục vụ tha nhân hay chưa? Quảng đại là một dấu hiệu của sự phục vụ. Hiện diện, làm việc và đồng hành với anh em mà không mong đợi đáp đền, nhưng chỉ một lòng vì tình yêu mà thôi. Con có nhận thấy thái độ này nơi bản thân mình không? Con xin Chúa giúp để ngày mai con phục vụ tốt hơn. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.